Vâng, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan một khu triển lãm đồ gỗ lớn nhất Hà Nội. Các bạn có thể hình dung được toàn bộ khu vực triển lãm này trải dài gần 2 cây số. Vâng, gần 2 cây số ạ. Vâng, đây gần như là một cái hội chợ lớn nhất của khu vực Long Biên, được tổ chức vào năm 2018. Ở đây được trưng bày rất nhiều những tác phẩm vâng khủng và siêu khủng được bày bán ở trong khu vực này. Và trước mặt chúng ta là một tấm gỗ cẩm thị trị giá 3 tỷ 7. Và ngay bên cạnh một đôi lộc bình trị giá 250 triệu. Vâng, và thưa các bạn, trước mặt chúng ta là một bộ kỳ mộc trị giá là 3 tỷ 8. Một tác phẩm cực kỳ là khủng. Bây giờ chúng ta tiến vào cái tác phẩm đầu tiên để các bạn hình dung cái độ khủng của tác phẩm này. Dựa trên nền tảng là gỗ tự nhiên họ chế tác ra. Vâng, rất là tinh xảo. Rồi, tuyệt vời. Vâng, rất tinh xảo ngay từ cái đầu rùa. Đây một tác phẩm kỳ mộc này gồm có 8 món. Từ xa các bạn có thể hình dung, vâng, người tham quan họ với một tầm tay thì các bạn có thể hình dung được cái độ khủng của tác phẩm này. Cái đường nét chạm trổ rất là tinh xảo. Vâng, mình sẽ quay rõ số điện thoại để các bạn có thể liên lạc với cả chủ nhân. Thực tế là cái cây già cổ phía trên này thì họ cũng phải ghép thôi, tại vì cũng không có một cái bộ đế nào có thể làm một tác phẩm nguyên khối mà lớn được như thế này. Mình đang đứng ở đằng sau tác phẩm. Vâng, các bạn có thể hình dung cực kỳ là lớn. Vâng, và đây là đằng sau của tác phẩm. Nhân tiện là chúng ta đến với cả một tác phẩm. Vâng, một bức tượng A Di Lặc khá lớn và có tên là Ngũ Phúc. Và bên phía trái của gian hàng thì có một tác phẩm dựa trên nền tảng là gỗ lũa. Tác phẩm này khá cao, mình nghĩ rằng phải đến 4 mét đấy ạ. Vâng, 4 mét và đây là tổng thể của tác phẩm. Bây giờ chúng ta tiến vào cái phần bên trong của gian hàng để cùng tham quan những tác phẩm được trưng bày ở khu vực này. Mỗi tác phẩm có một dáng vẻ khác nhau nhưng mà tất cả đều làm rất là tinh xảo. Vâng, những tác phẩm rất đẹp. Rất là sinh động. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây. Vâng, rất nhiều những khách tham quan ở khu vực này. Vâng, và trước mặt chúng ta là một bộ bàn ghế gọi là quốc voi, cột 26 ạ. Vâng, một bộ cột rất là khủng. Vâng, phía trước mặt chúng ta là những tác phẩm lục bình gỗ mun, 35 triệu một cặp. Vâng, các đường vân khá đẹp. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo. Vâng, chúng ta tiếp tục đến với một tác phẩm gỗ hương ạ. Một tác phẩm gỗ hương trị giá 150 triệu. Vâng, tượng Di Lặc. Đây là một bức tượng khá lớn, chiều cao của bức tượng mà khoảng độ tầm 2m3. Chiều ngang cỡ 2m. Vâng, trước mặt chúng ta là một cái màn ăn trị giá 350 triệu. Vâng, những chiếc ghế trị giá 5 triệu một chiếc. Một bộ bàn ăn khá lớn. Tiếp theo mình đưa các bạn đi tham quan một bộ bàn ghế. Một bộ bàn ghế gỗ hương trị giá 200 triệu. Vâng, gồm tất cả là 7 món. Vâng, khu trưng bày này khá nhiều những tác phẩm lớn. Vâng, tiếp theo là một bộ bàn ghế cũng rất là lớn. Tay mình cảm giác như phải đến 22 ạ. Vâng, được chạm khắc rất là tinh xảo. Vâng, một bộ bàn ghế có hoa văn cực kỳ đẹp. Bậc bộ bàn ghế gỗ mun thật sự là một tuyệt tác. Đường nét chạm trổ rất là tinh xảo, vô cùng đẹp. Vâng, và bây giờ mình sẽ đưa các bạn tới một tác phẩm có thể gọi là lớn nhất Việt Nam. Điều.
thế này à? Vâng, một bộ bàn ghế cực kỳ lớn, một bộ bàn ghế tay 32. Mình chưa bao giờ thấy một cái tác phẩm nào có cái tay lớn như thế này. Thật sự là khủng. Vâng, từ xa các bạn nhìn các đường vân có cái cảm giác là các đường vân nó có gờ, không hoàn toàn không phải là vậy, tất cả đều phẳng lì hết, họ đánh rất là nhẵn. Vân cực kỳ đẹp. Vâng, tác phẩm trị giá 2 tỷ đồng. Bộ này đứng đầu Việt Nam. Không phải suy nghĩ nữa. Khác gì các bác có tiền chủ quán hàng. Cái này bác chưa được chơi được nhà. Nó đẳng cấp mà vào đi nhà nó thực sự là một đến hai bác tiền bao nhiêu giá trị. Vâng, cái bộ này chỉ để cho một cái phòng khách thật lớn. Vâng. Thật lớn thì mới có thể bày được cái tác phẩm này. Cái tác phẩm này bây giờ mà làm tác phẩm nữa là không có. Không ai dám làm. Vâng, các bạn có thể thấy rằng là một người đứng không thấm tháp ở đâu với cả một cái ghế lớn này. Chiều cao phải đến gần 2 mét ạ. Vâng, các bạn có thể hình dung rất là lớn. Vâng, tác phẩm này gồm có 19 món. Siêu khủng. Vâng, tiếp tục mình đưa các bạn tới những cái bộ bàn ghế khảm ngọc trai. Vâng, khu vực này khá ồn, họ đang chạy một cái máy khoát. Vâng, tác phẩm này có tên là gọi là Ngũ Sơn đúng không ạ? Vâng, vâng, anh vừa nói là tác phẩm này được làm từ ốc à? Hay là cái gì ạ? Ốc Singapore. Ốc Singapore ạ? Singapore. Vâng. Vâng, một tác phẩm làm rất kỳ công. Vâng, như chủ cơ sở báo cái bộ này gồm cả giường là hơn 300 triệu. Rất tinh xảo. Vâng, và bây giờ mình để cho các bạn quan sát toàn bộ khu vực triển lãm đồ gỗ lớn nhất khu vực thành phố Hà Nội. Toàn bộ khu vực hội chợ này kéo dài cả bên khu cây cảnh cỡ khoảng độ hơn một cây số, được trưng bày hàng nghìn tác phẩm khác nhau. Vâng, bây giờ chúng ta đến với một cơ sở sản xuất tranh chữ đồng Thu Hà. Ở đây được trưng bày rất nhiều những tác phẩm và những bức tranh đồng rất lớn.
chiều cao mình thấy nó khoảng độ tầm 1,5 m, và chiều ngang cỡ khoảng độ tầm 2,5 m đến 2,7 m ạ. Vâng, tác phẩm tuyệt đẹp. Vâng, mỗi một tác phẩm có những cái đường nét nghệ thuật khác nhau rất đẹp, họ làm rất là tinh xảo. Vâng, một gian hàng bài trí khá đẹp. Sao mà đây là chiếc con tôi nghĩ con ra bạn của mày ý.